trưa ở đây vẽ tô bánh toàn bogey đấy. Và ông cha đây vẽ ít nhất là 4 phát rồi đấy. Được cào không ở Chiến ơi? Không đánh được thả ra. Nếu mà không đánh anh thả ra ngoài trong phạt dậy. Anh thả vào cát thả ra đánh thả ở dưới này. Để nó cào cát cũng chỉ trong vòng mấy khay gậy đấy chứ. Thả nó ăn đi đâu. Không đặt nữa, đặt luôn đi anh. Thả nó mất, đặt đi. Đặt. Không ăn đâu kệ. Luật chỉ được có 2 gậy, kéo xa thế. Đó, anh thả nó lăn ra. Anh đặt đấy, anh đặt trên kia đi. Luật chỉ được 2 gậy đúng không Chiến? Ok. Đấy, luật chỉ được 2 gậy. Kéo được quá. Anh đặt đi, không phải thả, đặt đi. Lăn, 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 xuống nguyệt. Luật đừng đặt mà, luật phải thả đâu. Hả? Đặt luôn mà. Rồi. Rồi, giải quyết. Rồi. Rồi. Rồi.